Chị Du à? Dạ vâng, em khỏe ạ. Bố em ổn rồi ạ. Em cảm ơn chị. Mai chị vào ấy ạ? Dạ vâng. Mai mà chị vào thì chị vào buổi chiều nhé. Em đi làm về sẽ ở đó luôn ạ. Dạ. Còn nếu không thì chị vào lúc nào cũng được. Có anh Đức ở đó mà. Dạ vâng. Chị ơi, đợt này không biết là cái Mai có gọi điện tâm sự gì với chị không ạ? Dạ vâng. Hay là chị cho em địa chỉ nhà của nó đi. Em qua rủ nó đi ăn ạ. Dạ, nhắn tin cho em nhé. Em chào chị ạ. Em vừa đi cùng ông kia mà. Đâu có đâu, chị nhìn nhầm rồi á. Đừng có giấu chị. Tại sao lại đi cùng ông ta? Còn cả chuyện ở phòng khám sản nữa, là thế nào? Ông ta là bố của đứa bé đúng không? Đây là chuyện riêng của em mà. Chị đừng có can dự vô nữa được không? Là lỗi của chị. Thời gian vừa rồi chị bận quá nhiều việc, không để ý được đến em. Chị cũng thấy em có những biểu hiện bất thường, cũng đã nghi ngờ, nhưng lại bỏ qua mất. Giờ em có bầu rồi, ông ta định thế nào? Em cũng không biết nữa. Tới tận hôm nay em mới báo cho anh Kim biết. Anh ấy nói là em cứ bình tĩnh, rồi từ từ anh ấy sẽ tính. Chị, em xin chị luôn á, chị cứ coi như là chị chưa biết gì được không? Chuyện này cứ để em giải quyết là được rồi. Anh Kim, anh ấy rất ghét bị kiểm soát và trói buộc. Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của tụi em. Dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ tự chịu được mà. Chị giúp em lần này nha. Chị cứ coi như là chị không biết chị đi được không nha. Cô đến đây làm gì? Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Tôi nhắn tin gọi điện, anh đều không nghe. Tôi đến công ty tìm anh, thì anh đi công tác. Bố mẹ anh cũng vô tình có việc đi vắng nhỉ. Anh trốn tôi như trốn hủi vậy, nên tôi mới phải đến đây tìm vợ cũ của anh nói chuyện đấy. Cô bị điên đấy à? Tôi cấm cô gặp vợ tôi bất kỳ một lần nào nữa, và cũng cấm cô nói bất kỳ điều gì với Nguyễn, nghe chưa? Anh đừng hòng. Đi khỏi đây. Tôi không đi. Đi khỏi đây. Anh làm tôi đau đấy. Bẻ bẻ cái mồm thôi. Bây giờ mà cô không đi ấy, cô có tin
tôi sẽ giết cô ngay không? Được, tôi đi cùng anh. Anh đừng hòng trốn được tôi. Anh có ở đâu thì tôi cũng sẽ đào ra bằng được. Anh dám phủ trách nhiệm thì cả cái đất nước này sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt đẹp đẽ của anh. Vợ anh, con anh đừng hòng được yên. Để tớ sấy tóc cho. Coi đây. Sao không nghe nói? Không có gì quan trọng đâu. Thế là cả hai ổn rồi. Thì ổn mà. Mỗi người ổn một kiểu. Thật ra tớ nghĩ không nhất thiết cứ phải có tình yêu. Không yêu cũng tốt mà. Ít nhất không yêu thì sẽ không đau. Để ta giải tiếp cho. Em không đợi anh đến ăn tối cùng mà. Em ngủ chưa?